Tôi muốn xin phép gửi lời kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm sau đó, chàng thanh niên tên Trần Thiện Thanh lại trở thành một ca sĩ, một nhạc sĩ nổi tiếng ngay với những bài hát đầu tiên của mình. Sau này, anh đã cộng tác với Đài Phát Thanh Sài Gòn và Đài Quân Đội. Một thời gian sau, thì thính giả toàn quốc lại được thưởng thức tiếng hát của anh, nhất là trong thời gian anh đã hợp với Thanh Vũ và trở thành đôi song ca Thanh Vũ Nhật Trường. Rồi khi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài số 9 mời anh về cộng tác, thì chương trình Tiếng Hát Đôi Mươi của Nhật Trường xuất hiện cùng với Như Thủy, Mai Hương, Thanh Vũ, một trong những người hay góp mặt trong các chương trình phát thanh và phát hình trên Đài Truyền hình số 9, chính là nghệ sĩ Anh Khoa. Xin kính chào quý khán giả thân thương. Khi anh em mình nói chuyện với nhau thì Việt Dũng biết là ngày xưa anh cùng xuất thân ở Phan Thiết cùng với lại anh Nhật Trường. Vậy thì anh có thể kể cho mọi người nghe về những cái sinh hoạt của anh cũng như là anh Nhật Trường và những cái kỷ niệm nào đặc biệt nhất mà anh nhớ cùng với lại nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh thôi. Kính thưa quý vị, tôi từ nhỏ với anh Nhật Trường thường sinh hoạt văn nghệ với nhau do Ti Thông tin Bình Thuận tổ chức. Vào năm 1960, anh vào Sài Gòn lập nghiệp và một vài năm sau đó anh thành danh. Năm 1969, tôi cũng vào Sài Gòn và được anh Dô Mạc Sen đưa vào làng ca nhạc Việt Nam. Mà kỷ niệm tôi nhớ nhất là sau 30 tháng 4 năm 75, khi miền Nam mất, một số đông anh chị em văn nghệ sĩ và quân dân kháng chiến trình diện học tập cải tạo. Chúng tôi một số nhỏ còn lại thành phố, anh em gom lại làm một đoàn hát do anh Ngọc Giao trưởng đoàn. Anh Ngọc Giao đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn mang ơn anh ấy, bởi vì anh cưu mang chúng tôi trong thời điểm đó. Chúng tôi thành lập một đoàn hát chui, có nghĩa là chúng tôi đi hát các quận, huyện, xã từ miền Trung cho đến miền Nam. Nơi nào văn hóa thông tin của huyện cho chúng tôi hát thì chúng tôi hát, còn không cho thì chúng tôi lại dọn nơi khác lên đường. Như vậy thì ở các làng phố đó thì có sân khấu hoặc là có hội trường hay là như thế nào thế? Thưa anh Việt Dũng, bởi vì ở trong xã, trong huyện thì không có rạp hát. Anh em chúng tôi che nhau bằng những tấm bạt, hoặc là hát trong đình, hoặc là hát trong lòng chợ. Nhưng khán giả rất là yêu mến anh em chúng tôi, và khán giả luôn luôn lúc nào dành cho anh em chúng tôi một cảm tình rất là đặc biệt. Tuy nhiên, tôi và anh Nhật Trường cùng anh em trong đoàn ước ao được ra thành phố lớn để hát. Bởi vì thành phố lớn, đông dân và dân chúng luôn luôn lúc nào cũng thương mến đến những ca sĩ còn ở lại. Thì ước mơ của anh em chúng tôi trở thành sự thật. Bởi vì được Ti Văn hóa Thông tin tỉnh Cà Mau cho phép chúng tôi hát 3 đêm. Nhưng chúng tôi phải bị phúc khảo chương trình, tất nhiên là duyệt xét, thì anh Nhật Trường bị cấm hát. Sau khi duyệt xét chương trình xong, thì cán bộ Văn hóa Thông tin tỉnh họp anh em chúng tôi lại, nói rằng là chương trình của các anh không phản ánh được nền văn hóa văn nghệ của cách mạng. Các anh còn đậm nét mỹ ngụy, vậy là anh em chúng tôi phải dọn lên đường và đi nơi khác. Khi đoàn hát của anh em chúng tôi đi, thì dân chúng hai bên đường đứng ngậm ngùi xúc động và tiễn đưa anh em chúng tôi lên đường. Có nghe anh kể nói rằng là anh Nhật Trường đã đặt tên cho cái đoàn hát này một cái tên rất là dễ thương. Thì trong buổi họp đó, anh Nhật Trường có nói nhỏ với tôi, bởi vì anh em ngồi chung một ghế với nhau, đoàn này là đoàn hát Sống Giang. Sống Giang, tức là sáng dòng. Thưa quý vị, cảm ơn anh Khoa rất là nhiều. Và bây giờ, tôi xin mời quý vị cùng với lại nam ca sĩ Anh Khoa sẽ cùng gửi đến cho tất cả chúng ta một trong những bài tình ca nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Lâu Đài Tình Ái. Và anh sẽ trình bày bài hát này. Thưa quý vị, anh sẽ trình bày bài hát này chung với một tiếng hát đã được quý vị yêu thương trong nhiều năm qua, nữ ca sĩ Dalina.
anh sẽ vì em làm thơ tình hai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trắng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ triều trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quan vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, em đưa anh vào bằng tiếng hát chất đôi cánh những thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tiếng cầu xa, cho nên cho dù nhìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ấy, cho mắt em xanh đến tận muôn, chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trần gian, em đưa anh vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tiếng cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ở Việt Nam ngày trước đó có bốn tên tuổi xem như là trụ cột của nền âm nhạc Việt Nam, đó là bốn nam ca sĩ: Duy Khánh, Nhật Trường, Chế Linh và Hùng Cường. Tại sao Mai Lệ Huyền không hát với lại ba người kia mà lại rút cục chọn có mình anh Hùng Cường để mà hát cặp thôi? Tại vì anh Hùng Cường đẹp trai. Huyền nói đùa vậy chứ ba anh kia cũng đẹp trai lắm. Nhưng mà Nam Lộc có thấy là ba ông kia chỉ thích hát với Thanh thôi. Anh Duy Khánh á, thì hát chung với Thanh Thúy. Chế Linh hát với Thanh Tuyền. Nhật Trường thì hát với Thanh Lan. Thì ra thế. Cũng may mà Hùng Cường thích Hoa Mai cho nên chọn hát chung với Mai Lệ Huyền đó. Thế nhưng mà hỏi thật nhé, hát chung như vậy nhưng mà có cặp bồ không? Ngu sao nói. Nói đùa vậy chứ nghệ sĩ hát với nhau coi như anh em trong nhà, chẳng những Mai Lệ Huyền và các chị kia cũng thế thôi. Tại vì mấy ông bay bướm đẹp trai quá mà. Mà bay bướm nhiều quá thành ra không bao giờ dám cặp hết. Dạ không. Vâng, thưa quý vị, vào năm 1958, sau khi thi đậu trung học để nhất cấp, thì cậu học trò mang tên Trần Tiền Thanh đã quyết định bỏ quê lên tỉnh, để lại sau lưng vài mối tình đầu. Tuy nhiên dù có cũng như không, nhưng mỗi một cuộc tình đều để lại cho Trần Tiền Thanh một kỷ niệm đậm sâu. Dạ, và bây giờ Mai Lệ Huyền xin kính mời quý vị cùng hướng về màn ảnh để nghe người vợ đầu của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tâm sự khi hai anh chị vừa mới quen nhau. Lúc đó là phong trào học sinh á, thì là ổng hát cũng hay rồi. Ổng đi dự thi là ổng cũng đã đoạt giải hạng nhất rồi. Rồi á là ổng biết á thì ổng biết nhạc thì do nơi cái cảm hứng, nghĩa là nói về cái tình cảm của riêng ổng. Như ổng qua bên cái xóm nhà tôi ổng chơi đó thì ổng biết cái bài mà Qua Xính Nhỏ. Rồi thí dụ như là ổng lúc đó thì ổng cũng theo, ổng cũng chọc tôi thì là ổng biết cái bài Ngại Ngùng đó. Thì đó, đại khái là ổng biết, nghĩa là theo cái tâm tư tình cảm của ổng thôi. Hai vợ chồng cưới nhau là năm 60, là cưới nhau xong là đi vô Sài Gòn. Vô Sài Gòn á, thì lúc đó là ông Nhật Trường cũng chưa có là nổi danh gì hết. Thì ở dưới Vĩnh Hội là ở nhà của bà chị, thì ổng cũng đi dạy kèm. Rồi sau đó thì là hai vợ chồng có cái đứa con đầu tiên, thì là hai vợ chồng mới đi lên ở trên Hòa Hưng ở. Thì lúc đó là nhà tôi ảnh làm xứ ngôn viên ở đài phát thanh, là bây giờ là số 3 Phan Đình Phùng. Từ hồi nào tới giờ là cũng ở cái chỗ đó. Thì sau mới là vô cái khóa là coi như là tâm lý chiến, thì học